Tôi đã thương lượng với Tiểu Mạn rồi, cô ấy cũng đồng ý, vậy đợi chút nữa. Sau khi cô đi cùng tôi đến gặp khách hàng, không cần phải quay lại công ty nữa. Được. Có việc tốt như vậy sao Lý Tổng? Thế để tôi đi theo Dương Mai. Đi cùng anh. Tiểu Bảo, bây giờ anh là vệ sĩ riêng của tôi, không có sự đồng ý của tôi thì không được phép rời vị trí của mình. Đúng vậy. Giám đốc Mai cần anh, anh không được rời đi. Vậy tôi ở dưới chờ cô. Được. Tiểu Bảo, tôi cảnh cáo anh, trước khi tôi tan làm thì anh chỉ được ở bên cạnh tôi. Nhanh lên. Cảm ơn Trương Tổng đã đích thân đến đây, nên làm thôi. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Cảm ơn mọi người, hợp tác vui vẻ. Trương Tổng, xe đã chuẩn bị bên ngoài. Được, xin mời. Vậy Trương Tổng, chúng tôi tạm biệt nhé. Đi đường an toàn, vất vả rồi. Lý Tổng cũng lễ phép chu đáo quá. Khi khách hàng rời đi còn phải đích thân tiễn khách. Chuyện kinh doanh mà, nó không thể chỉ giới hạn ở bản thân doanh nghiệp. Khi khách hàng lựa chọn đối tác, họ có xu hướng chú ý nhiều hơn đến tính cách. Đúng vậy. Sự thật là ở đây. Đây chính là con búp bê anh lấy trộm. Đính chính là mượn, không phải trộm. Là mượn, là trộm, là mượn, là trộm. Là mượn, là trộm, là mượn, là trộm. Vẫn là mượn. Tiểu Bảo, sao vậy? Không sao đâu. Thật ra chuyến này của Lý Tổng chỉ cần đi một mình là được. Tại sao lại muốn tôi đi? Vì tôi muốn tìm ai đó đi cùng, cùng đi ăn rồi tản bộ. Vì thế tôi đã tận dụng một chút đặc quyền của tôi với tư cách là tổng giám đốc. Tôi tự hỏi liệu cô Dương Mai có sẵn tối với tôi không? Được. Wow, khung cảnh ở đây đẹp thật đó. Nhìn kia kìa, đẹp thật. Dù CODEB đến đâu cũng không đẹp bằng người trước mặt tôi. Chí Thành, cảm ơn anh vừa lúc nãy đưa tôi ở quán ăn ngon như vậy. Hôm nay tôi mời cô ăn tối còn đưa cô tới đây, chủ yếu là vì muốn cô cảm thấy tốt hơn. Sao anh biết tâm trạng tôi đang không tốt? Bởi vì trên mặt cô viết 4 chữ, đừng đùa với tôi. Thật sao? Đùa thôi. Gần đây tâm trạng anh cũng không tốt nhỉ? Đúng. Gần đây vì trường hợp của Lâm thật sự là có chút căng thẳng. Nhưng giờ đã hết rồi. Ngược lại là cô, vì trường hợp này, bận tới bận lui. Tôi không có thời gian để quan tâm cô. Bữa ăn hôm nay, coi như là bù đắp đi. Đừng nói thế. Nếu anh nói thế, tôi thực sự xấu hổ về bản thân mình. Thực ra, những áp lực mà anh phải đối mặt từ các công ty chắc là lớn hơn tôi. Người cần được an ủi, lẽ ra nên là anh. Nghe cô nói vậy, trái tim tổn thương của tôi dường như đã được chữa lành. Thật sao? Tôi không biết vì chuyện gì mà khiến cô không vui. Nhưng nếu cần ai đó để than thở, thì tôi bằng lòng làm người đó. Làm sao tôi có thể nói với anh, tôi và em gái cùng tranh nhau một người đàn ông chứ? Buồn cười hơn là người em gái này thậm chí còn không biết tôi là chị của cô ấy. Có thể thưởng thức cảnh đẹp này, chắc cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Gì cơ? Cảnh đẹp cần được mọi người thưởng thức, nếu không thì cũng chỉ là tĩnh mịch. Con người cũng vậy, tìm được người hiểu mình thì đó mới chính là tình yêu đích thực. Chí Thành, anh.
Hôm nay cảm ơn anh đã đặc biệt đưa tôi về nhà, lại còn sắp xếp cho tôi một buổi tối tuyệt vời như thế. Có thể làm cho một người phụ nữ xinh đẹp mỉm, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Cảm ơn anh. Vậy tôi đi trước đây, đợi một chút. Tôi có thứ này muốn đưa cho cô. Cho cô. Anh mua nó khi nào vậy? Xem đi. Wow, gấu bông dễ thương quá. Sau này khi nào mà tâm trạng không tốt cứ đánh nó, đánh xong thì sẽ thấy thoải mái hơn. Nó dễ thương như thế, sao tôi nỡ đánh chứ? Không tin cô thử xem, có thể sẽ nghiện đấy. Đừng đánh vào mặt, đánh vào mông đi. Nó còn kêu nữa. Dễ thương quá. Này, anh đang cản đường đấy. Là ai đang cản đường hả? Anh đang cản đường đấy. Tôi cản đường, nhìn xem đây là nhà ai. Anh đang cản đường tôi đấy. Chí Thành, tôi xin lỗi, tôi xuống xử lý một chút. Tiểu Bảo. Không phải chuyện của cô. Lại còn bấm còi với tôi. Cái tên Lý Chí Thành. Có giỏi thì xuống đây. Xem tôi ném rác ném chết anh. Anh đừng có mà thô lỗ như vậy được không? Chỉ cần tặng cô một con búp bê. Lần trước tôi tặng cô số, cô liền coi tôi như cái quần thâm. Anh còn dám nói. Tôi thấy anh đang tức giận quá rồi. Có cần tôi điều trị giúp anh không? Giúp anh chuyện giận thành vui nhé. Vì Tiểu Bảo dù dám phản đối Dương Mai, nhưng đối diện với đôi bông tai trên tay, anh ấy vẫn còn sợ hãi khủng khiếp. Chỉ có thể giả điên rồi bỏ chạy như một kẻ ngốc. Nhưng để bảo vệ tự do, Tiểu Bảo cảm thấy mình phải hành động. Dương Mai này để bông tai ở đâu? Tranh thủ lúc cô ấy đang tắm mình phải tìm ra, dẫm nát thành từng mảnh. Để ở đâu nhỉ? Đáng ghét thế, đừng trút giận lên tôi sai rồi. Anh tìm cái này. Đúng vậy. Là tờ báo. May quá. Vậy sao, giấu vũ khí trong báo, quá quỷ quyệt rồi. Đợt này cứ ở trong nhà là được. Không cần phải mua thuốc nữa. Vâng. Còn nữa, kể cả ra ngoài, cũng cố gắng hát, nhảy, làm một số việc giải trí, đừng để Chí Thành nghi ngờ. Chào mọi người. Cho hỏi, làm sao để tham gia nhóm nhảy này? Tự nguyện tham gia là có thể vào rồi. Chỉ cần cô thích là được. Ồ. Trương Đổng, tôi tới rồi. Được, không sao, anh cứ bận đi. Vậy hẹn lần sau nhé. Được. Luật sư Mạch bận như vậy, hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh. Ông còn có cả giao hảo với Trương Đổng. Những năm này người đến tìm Trương Đổng không nhiều. Đâu có. Người bận rộn như anh, làm gì có thời gian gặp tôi chứ? Tôi chỉ đành mượn Trương Đổng mới mời được anh. Đúng rồi. Vài ngày trước không phải anh nói sẽ đi ngân hàng xử lý bản sao di chúc của Mai Thanh Bình gửi cho Mai phu nhân sao? Tôi thấy hôm nay anh đáng ra có thời gian đi làm chứ. Như này, còn có cái này. Hai người đến lúc đó thì xác nhận lại. Được. Hai người tự thương lượng đi, sau đó ghi biên bản cuộc họp lại. Được rồi. Còn lại 15 phút. Giám đốc Mai chuẩn bị mở họp rồi. Hai người hãy vào phòng họp để chuẩn bị trước. Được. Nhờ hai người. Thích không?
Lần trước, tôi đã hứa với cô là sẽ mua bánh macaron. Bây giờ tôi nói được làm được. Anh là Mong. Tôi cảm ơn anh à. Không cần. Chỉ cần cô vui là được. Tôi nói này vì đại tổng quản. Anh có biết vì sao lần trước Tiểu Mạn lại không ăn không? Tôi biết. Vì bánh macaron có chứa bột. Cô ấy bị dị ứng với các loại hạt. Anh chỉ nhớ cô ấy dị ứng với các loại hạt. Ý gì? Tôi cũng bị dị ứng. Cô cũng dị ứng. Cô. Hai chị em các cô. Anh không hiểu tôi chút nào. Tự mình ăn đi. Tôi sẽ mua cái khác cho cô. Không cần. Thực ra tôi đã chuẩn bị xong rồi, vì có quá nhiều việc nên mới chậm trễ lâu như vậy. Luật sư Mạch, quý nhân thường hay quên, tôi cũng không so đo. Chính là tài liệu này. Xin xem qua, cảm ơn. Tại sao chỉ có một tờ giấy? Ha ha ha. Quá chuyên nghiệp rồi. Luật sư Mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen rồi. Không dám. Nói thật. Tôi là nghe theo lời của bà Mai đến để thăm dò có làm thiếu việc kiểm tra sau lưng bà ấy không. Đưa bản sao di chúc này cho người ngoài. Có vẻ như bà ấy đã lo lắng quá nhiều rồi. Phiền ông chuyển lời tới Mai phu nhân. Bà ấy yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ làm điều vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cái này tôi tin. Tôi vẫn là nói câu quen thuộc. Nếu chủ tịch Mai muốn sửa đổi di chúc, tôi kiến nghị ông ấy đến văn phòng trực tiếp. Nếu không tiện, tôi đến gặp ông ấy là được. Phiền ông chuyển lời tới chủ tịch Mai và Mai phu nhân. Luật sư Mạch quả thật là người trung thành. Chẳng trách chủ tịch Mai lại coi trọng anh như vậy. Cảm ơn chủ tịch Mai khen ngợi. Tôi chỉ là làm tròn chức trách của mình. Chỉ cần chủ tịch Mai cần bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, tôi sẽ làm ngay và luôn. Được. Tôi sẽ truyền đạt lại. Không làm phiền nữa. Tôi đi trước đây. Được. Tạm biệt. Không tiễn, đi từ từ. Con đang nhìn gì đó. Bà, tại sao Dương Mai vẫn chưa về? Nó không nói với con à? Nó đi ăn tối cùng đồng nghiệp, sẽ về muộn. Sao vậy? Gần đây hai đứa lại có xích mích nữa à? Không phải vì Tiểu Mạn, nói là có người uy hiếp. Muốn con làm vệ sĩ theo sát, muốn thoát cũng không được. Thế thì không còn cách nào. Ai bảo con được hưởng phúc, nên phải chấp nhận số phận đi. Con như này, được tính là được hưởng phúc sao? Chỉ là mua một chiếc bánh ngọt nhỏ để dỗ cô ấy. Kết quả là bị cô ấy hiểu lầm. Nữ nhân thật là vô lý. Đây gọi là ghen. Lòng đố kỵ của phụ nữ nếu như vỡ ra, chắc chắn là do con rồi. Bà ơi, bà phải cứu con. Con ốm rồi. Nếu bà không cứu con sẽ chết thật mất. Đứng dậy rồi nói chứ. Đứng dậy. Bà ơi, những ngày tháng qua, bà đối với con như người nhà. Giờ trong đầu con chỉ là làm sao để Dương Mai sớm nhận tổ báo đáp bà thật tốt. Con nghĩ được như vậy bà rất vui. Nhưng giờ bệnh con đã vô phương cứu chữa. Tim có lúc rất đau, như kiến cắn. Đi bộ đôi khi nặng nề, giống như nâng một tảng đá lớn. Tay run, cơ thể mệt mỏi. Bệnh này con sợ bác sĩ cũng không chữa được. Rốt cuộc là bệnh gì mà kỳ lạ thế? Nhanh chúng ta đi gặp bác sĩ mới được. Bác sĩ cũng lực bất tòng tâm. Tên của căn bệnh này là bệnh phải chữa lành với Dương Mai. Vậy bà ơi, bà nhất định phải nhanh chóng giúp con nghĩ ra giải pháp. Phụ nữ ý mà, cần dỗ chứ đừng nói dối. Con thì bản chất láu cá, không nghiêm túc chân thành. Vì vậy, chỉ có con đường chết thôi. Bà ơi, bà không thể thấy chết không cứu. Giúp con đi, xin bà đó. Nói nửa ngày trời, sống hay chết là muốn bà đưa ra quyết định thay con đúng không? Được rồi. Thế
thấy con có thành ý như vậy, bà sẽ chỉ điểm cho. Ngày mai là sinh nhật của Dương Mai, con đó tự tìm đường sống đi. Giám đốc hôm nay trông cô sáng chói quá, đặc biệt là bộ đồ này rất đẹp. Đúng vậy, quần áo trên người tôi phải đi lựa rất lâu mới chọn được. Đúng rồi, tôi dạo này có chuyện rất đau đầu, cần giám đốc Mai giúp một chút. Có chuyện gì vậy? Nói nhanh đi. Biết giám đốc Mai thường xuyên theo xu hướng thời trang, rất có gu, tầm nhìn lại độc đáo, nhất định là giúp được tôi. Tôi có một người bạn muốn giúp bạn gái anh ấy chọn quà, nhưng anh ấy không rảnh. Muốn tôi giúp anh ấy đi, đàn ông như tôi cũng không biết là con gái thích gì. Vì vậy, chuyện này đến tìm tôi là đúng rồi. Nào, anh nói xem, người bạn đó có yêu cầu gì? Là quà tặng sinh nhật hay quà ngày lễ tình nhân? Sở thích của bạn gái anh ấy là gì? Thích túi màu gì? Kiểu quần áo như thế Snapfor? Cái này, tóm lại, chọn một cái món quà mà khiến người ta say mê, khóc vì xúc động. Giám đốc Mai có ý tưởng gì không? Có rồi, giờ đi theo tôi. Giám đốc Mai thực sự là vị cứu tinh của sinh nhật của tiểu nhân một lạy. Sắp đến sinh nhật của tôi rồi, không ngờ tiểu bảo lại chu đáo thế, còn bằng lòng đi đường vòng để làm tôi ngạc nhiên. Trời ơi, ở đây có cái túi này. Con gái trên trái đất này đều ao ước có được nó. Bình thường đặt cũng không đặt được, không ngờ ở đây lại trưng bày. Nếu anh muốn mua cho người bạn kia, chắc chắn cô ấy sẽ khóc vì vui đấy. Thật hay giả vậy? Có phải khoa trương quá rồi không? Để tôi xem. 8 vạn. Cô ấy còn chưa khóc thì tôi sẽ khóc trước. Đi, đi, đi. Anh nghĩ xem, điều quan trọng nhất khi tặng quà là gì? Điều quan trọng nhất là phải chân thành, để làm bạn gái của bạn anh cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần tấm lòng chân thành là được, không quan trọng tặng quà đúng gì. Không? Vâng, đúng là đạo lý ý. Anh xem cái này như nào? Phong cách thời trang mới nhất, nếu ngân sách có hạn, tôi nghĩ anh có thể xem xét cái này. Dù sao cũng ít hơn cái vừa rồi một số không? Cũng được, vậy thì lấy cái này đi. Wow, đẹp quá. Tuyệt thật. Lần trước anh mời tôi ăn tối, nói là vì muốn tôi vui vẻ, lần này thì là vì gì đây? Vì cái này. Wow, sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật tôi? Chiếc bánh đẹp quá. Đừng quên, tôi có đặc quyền của tổng giám đốc đấy. Anh chu đáo thật. Đó là cái gì vậy? Thích không? Đẹp quá. Hoa mai ở trên chính là đại diện cho tên em. Tôi thì, hồi còn đi học, chỉ cần chăm chỉ học tập. Sau khi vào Mai Thị, chỉ cần chăm chỉ làm việc. Cuộc sống của tôi thiếu đi rất nhiều tiếng cười và niềm vui. Cho đến khi gặp em, giống như những chiếc đèn trời này, thắp sáng cuộc đời tôi. Tôi hy vọng mỗi ngày trong tương lai, tất cả đều có ánh sáng của em. Anh đây là... Không nghe ra sao, đây là tỏ tình. Những lời này nghe hơi xến. Tôi chỉ hơi giật mình thôi. Vậy em có đồng ý làm bạn gái tôi không? Tôi. Câu hỏi này khó trả lời vậy sao? Quá đột ngột rồi. Tôi. Được rồi. Em không cần vội vàng trả lời tôi,
Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi em nói đồng ý. Chiếc đèn khổng minh kia đang cháy kìa, chắc sẽ không sao chứ. Xin lỗi, tôi sinh ra đã không may mắn, làm hỏng sự dày công chuẩn bị của anh. Không sao, như vậy thì không phải là càng đặc biệt hơn sao? Tôi về rồi đây. Hôm nay bà đi ngủ sớm vậy sao? Tiểu Bảo sao lại cũng ngủ sớm thế nhỉ? Đây là cái gì? Xin lỗi, những ngày qua tôi thực sự không phải là một vệ sĩ có năng lực. Mong cô nương tha thứ. Nhận được món quà này, có thể tha thứ cho tại hạ không? Để chúng ta về sau sẽ luôn vui vẻ, được không? Sinh nhật vui vẻ. Đồ ngốc. Chúc mừng sinh nhật Mai Mai. Bà ơi, bà bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn chơi trò trẻ con này? Bình yên và hạnh phúc nhé. Cảm ơn bà ạ. Chúc mừng sinh nhật. Hát có được không ạ? Được, được, được. Cảm ơn, chúc mừng sinh nhật. Hiệu quả cũng ổn đấy chứ. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Trong ngày đặc biệt này, tôi có điều này rất quan trọng muốn nói với cô. Cô lại già thêm một tuổi rồi. Sư sư sư. Chết cái gì mà chết, không kịp chết. Sinh nhật của tôi chết gì mà chết. Không không, ý của Tiểu Bảo là surprise, bất ngờ. Cảm ơn bà. Cảm ơn. Lại còn chuẩn bị một chiếc bánh lớn như vậy. Đúng vậy. Cảm ơn nhé. Mời cô ăn bánh. Bà, chuyện gì vậy? Anh tránh ra. Anh đạp lên quần áo của tôi rồi. Không phải chỉ là một bộ quần áo. Sao lại ông sòm lên thế? Cái gì gọi là một bộ quần áo? Chiếc váy này rất quan trọng với tôi. Rất quan trọng. Chiếc váy này có vẻ khá lớn. Hóa ra cô từng là một cô nàng siêu béo à? Anh, tôi không thèm nói với anh. Những bộ quần áo này đầy mùi hôi chân, tôi phải đem đi giặt. Nó có mùi hôi ở đâu như thế? Đừng đi. Sao vậy bà ơi? Phần này được diễn lúc nào vậy? Đó là bộ quần áo của đàn anh khóa trên hồi nó học đại học. Con không biết. Đó là hương vị của mối tình đầu, giống như dâu tây. Chua chua ngọt ngọt, khiến người ta khó mà quên. Hiểu chưa? Chua chua ngọt ngọt. Ở đây cứ hít hà. Mê trai hả? Củ cà rốt như anh. Căn bản không hiểu cái đẹp lúc yêu thầm của tôi. Tôi không hiểu. Vậy nên tôi muốn thỉnh giáo một chút. Bộ đồ này và tình yêu của cô có liên quan gì đến nhau? Vẫn nhớ năm ấy, tôi tham gia các hoạt động dành cho sinh viên năm nhất đại học. Vận rủi vẫn liên tục xảy ra. Tôi bị tụt lại phía sau. Sau đó chân tôi còn bị kẹt vào khe đá nữa. Là học trưởng đã cứu tôi. Học trưởng. Học trưởng, đợi em với. Học trưởng. Học trưởng. Chân em đau quá. Học trưởng. Dương Mai, sao vậy? Chân em bị kẹt rồi. Không sao đâu, đau quá.
đau quá đi, anh ấn giúp em. Cảm ơn học trưởng. Học trưởng sợ tôi lạnh nên cởi đồ ở trên người ra khoác cho tôi. Ánh mắt của học trưởng lúc đó nhẹ nhàng đến mức có thể làm tan chảy cả thế giới, cũng bao gồm trái tim tôi nữa. Tôi nghĩ tôi cần nhắc cô, đường đường là vi quý tước, lại đi làm vệ sĩ cho cô. Cứ tưởng rằng cứu cô vài lần, cô sẽ nhớ ân tình này. Không ngờ trong trái tim cô, tôi còn không bằng một bộ quần áo. Đúng là người không bằng đồ. Một kẻ đào hoa như anh, căn bản không hiểu tình yêu thuần khiết. Anh á, anh còn kém học trưởng nhiều lắm. Nực cười. Lúc vì quý tước như tôi yêu đương, cô còn không biết đang ở đâu đấy. Đừng có coi tình yêu của mình như thể là không với tới được. Anh chẳng qua chỉ là tình đầu. Hơn nữa người ta cũng chưa chắc đã nhìn trúng anh. Có gì buồn cười thế sao? Vậy để tôi cho anh vui thêm chút nữa. Đừng, đừng, đừng. Biết sự lợi hại của cô nương ta chưa? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Lần sau tôi không dám nữa. Không phải tất cả đàn ông ai cũng thiện cận giống anh. Chỉ nhìn vẻ ngoài, mọi chuyện không thể đoán trước. Có lẽ một ngày nào đó học trưởng và tôi sẽ gặp lại nhau lần nữa. Đến lúc đó sấm sét hay hỏa hoạn cũng không thể ngăn cản. Đến thẳng nhà thờ làm đám cưới, yêu đến cuối đời. Đừng quên chiếc bánh anh. Nào nào nào, ước một điều đi. Ước thì ước. Đợi một chút, đây là chiếc bánh tôi đã mua. Cô ước cái gì có ý nghĩa một chút. Đừng có mà ước. Điều ước liên quan đến tên học trưởng kia. Điều ước đầu tiên của tôi là nhận tổ quy tông tìm thấy bố thật sớm. HMM, anh ta chỉ muốn nhanh chóng trả lại tự do thôi. Điều ước thứ hai, gặp lại học trưởng hiền lành và đáng yêu của tôi càng sớm càng tốt. Cái này không tính. Không cho. Không được. Đưa cho tôi. Còn điều ước thứ ba nữa. Không cho. Không cho chứ gì. Cho, cho, cho. Anh, đứng lại cho tôi. Đứng lại vì Tiểu Bảo. Đứng lại. Cảm ơn bà nhé. Không có gì, nghỉ ngơi chút đi. Ông cũng thật là, lại không nghe lời đại chí, lẻn ra ngoài nhặt phế liệu. Không phải, dạo này, sau khi điều trị ung thư phổi đã tốt hơn rồi, không thể ngồi yên ở nhà, muốn ra ngoài hoạt động chút. Hai ngày trước ở công viên, có người thành lập câu lạc bộ karaoke. Câu lạc bộ karaoke. Đúng vậy, tôi cũng đã đăng ký. Tôi đến đây nghe họ hát, cũng vui phết. Được rồi, có thời gian tôi cũng qua xem. Được, nếu có hứng thú thì qua nhé. Tôi về trước nhé. Được, ông cẩn thận. Cảm ơn bà. Dấu tay trên chiếc bình này không phải là môn cung phu gia truyền của Lan gia sao? Bây giờ còn ai luyện cung phu này nữa vậy? Lẽ nào là tan làm thôi, cuối cùng cũng tan làm. Đi ăn thôi, đi thôi. Dương Mai, cô không đi à? Tôi lát nữa sẽ về. Tiểu Bảo đâu? Mọi người tan làm về sớm chút. Tôi còn phải đưa chủ tử của tôi về nhà. Được thôi, chúng tôi đi đây, tạm biệt. Nghỉ sớm nhé. Chào giám đốc Mai, Tiểu Bảo. Hôm nay anh không cần đưa tôi về nữa. Thật à? Đúng vậy, bởi vì tôi phải đi dự bữa tối cổ đông với mẹ nên hôm nay tha cho anh.
Thế chúc cô đi chơi vui vẻ nhé. Dương Mai, đi thôi, Tiểu Bảo. Sao anh dám lừa tôi? Món quà sinh nhật mà anh nói hóa ra là tặng cho cô ấy, Tiểu Bảo. Cô đừng tức giận, đợi đến sinh nhật cô, tôi cũng sẽ tiết kiệm mua cho cô một cái. Tôi không muốn. Đây là cô nói nhé. Như vậy thì tôi tiết kiệm được một khoản. Dương Mai, đi thôi. Đừng để chủ tịch Bạch đợi lâu quá nhé. Tiểu Mạn, nghèo như cô ấy, không xứng đáng với một chiếc túi thời trang như vậy chút nào. Tôi nhận chiếc túi này không phải vì nó đẹp hay thời thượng, mà là vì Tiểu Bảo đã tặng cho tôi. Tôi thấy chỉ có những người không có giá trị mới để trang sức lấp đầy khoảng trống ở trong nội tâm cô. Chắc chắn là chủ tịch Bạch gọi điện. Cô đi nhanh lên. Alo mẹ, con đang xuống đây. Đừng vì chút chuyện cỏn con này mà để Tiểu Mạn làm cho không vui. Làm người thì nên nhìn xa trông rộng. Điều quan trọng nhất trước mắt chính là giúp cô nhận tổ quy tông. Tôi biết, không cần phải nhắc tôi. Chỉ là thỉnh thoảng Tiểu Mạn quá là quá đáng, vậy nên tôi mới tức giận. Đúng vậy. Đợi lúc nữa chúng ta sẽ đi ăn tối với các cổ đông. Chủ tịch Mai là cổ đông lớn nhất của công ty, chắc sẽ tham dự. Tất nhiên ông ấy không có lý do gì để không tham gia. Nhưng nếu Bạch Ngạo Thanh lấy lý do chủ tịch Mai sức khỏe không ổn, lấy lý do bệnh cũ tái phát không thể tham dự, tôi thấy các cổ đông sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả khi chủ tịch Mai không tham dự, nhưng chắc chắn phải có người biết ông ấy. Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một ít manh mối. Bác Tài, anh lái xe tập trung chút. Còn nữa, đi theo xe phía trước. Bác Tài, lái nhanh chút. Buồn cười quá. Bà ơi, bà cười đủ chưa vậy? Bà khoa trương quá rồi đó. Đúng rồi, bà như vậy không giống người lớn tuổi chút nào. Bà nói mấy người trẻ các con cũng thật là. Hội cổ đông là gì cũng không biết, cứ lao vào mà đi không nghĩ gì, quá bốc đồng rồi. Con cũng không biết là Mai Thị lại có một thương hiệu đồ lót. Trước đây khi làm việc bên cạnh chủ tịch Bạch, con cũng chưa nghe bà ấy nhắc đến chuyện đó. Tiểu Bảo thì vui rồi, nhìn một nhóm phụ nữ mặc đồ lót đi đi lại lại, chắc chắn là mắt đã lồi cả ra. Đúng vậy, mất mặt chết đi được. A Di Đà Phật. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Lòng tôi tĩnh lặng như nước, làm sao so sánh được với họ. Trầm tĩnh êm đềm. Cô lôi cái gì vậy? Đây là gì? Tôi trung thành thực hiện nghĩa vụ của mình, tìm Mai Thanh Bình. Ho ra máu rồi đây. Vâng, con hy sinh quá nhiều. Rõ ràng là ngắm gái đẹp mà chảy máu mũi, lại còn cái gì mà mệt đến ho ra máu. Nực cười. Sao lại có một cái chảo sắt ở đây? Ở trên còn có dấu tay nữa. Dấu tay này là cung phu gia truyền của ông con, thiết chưởng sát. Còn thấy hình in này có gì không đúng không? Tay này hơi nhỏ. Không phải. Nhìn vào vị trí của ngón giữa này, bà sẽ nhận ra đây là thiết chưởng sát. Đó là bởi vì dấu vết trên ngón giữa của thiết chưởng sát cực kỳ sâu. Luyện môn võ này phải tích lũy được 25 năm công lực trở nên mới được. Nếu không, cơ bắp và tĩnh mạch của người tập sẽ bị tổn thương. Đây có phải là chiếc nồi sắt mà ông từng luyện tập? Sao bà vẫn giữ nó? Đây là bà tìm thấy ở trong đống phế liệu của ông Triệu. Còn có người khác biết môn võ này. Lúc đầu ông con cho rằng thiết chưởng sát quá độc ác, ông cấm đệ tử học. Bây giờ tự nhiên xuất hiện, có thể thấy vẫn có người bí mật tu luyện cung phu này của nhà họ Lan. Là ai nhỉ? Rất có thể chính là cô ấy, Quế Nhân Mỹ. Sư phụ, tôi ở đây.
Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ. Tốt, hôm nay luyện tập rất tốt. Mọi người nghỉ ngơi chút đi, giải tán. Ông Lang năm đó được mệnh danh là Hổ Lĩnh Đông, võ thuật cao cường, rất có tiếng. Hơn nữa ông ấy khôi ngô tuấn tú, hấp dẫn rất nhiều phụ nữ. Mà hồi đó, bà cũng cực kỳ duyên dáng, cả bên trong và bên ngoài, người gặp người yêu. Bà ơi, nói vào trọng điểm đi. Nói chung, quế nhân Mỹ đó thích ông Lang, muốn quyến rũ ông ấy. Sư phụ. Sư phụ, nhìn tôi này. Cô làm cái gì thế hả? Đã bị bà bắt gặp, liền đánh với cô ta. Nhưng công phu của bà không bằng cô ta. Ông Lang vì muốn bảo vệ bà mà đánh làm thương quế nhân Mỹ. Hơn nữa còn đuổi cô ta ra khỏi sư môn. Không ngờ ông Lang cũng có cái khó giống con. Đó chính là khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Đấy không phải trọng điểm, được chứ? Bà ơi, theo những gì bà nói, quế nhân Mỹ đó vẫn còn hận bà. Hơn nữa võ công của cô ấy cao hơn bà. Nếu một ngày lỡ đụng độ nhau thì phải làm sao? Phủi phui. Cái gì không nói đừng nói, cái miệng quả của anh. Bà cũng không hề buông lỏng. Sau hơn 20 năm miệt mài tu hành, võ thuật của bà vẫn bình thường. Dù sao, bà không thắng chính. Kể cả khi gặp cô ta, bà sẽ nghĩ cách đối phó. Điều quan trọng là phải hỏi rõ làm sao cô ta luyện được thiết chưởng sát, rốt cuộc là có ý đồ gì. Hóa ra đây chính là câu lạc bộ karaoke mà ông Triệu nhắc đến. Cơn gió mềm mại thổi về phía những bông hoa xinh đẹp. Vẫn là nhạc cũ hay hơn. Sao nghe giọng quen quen? Hình như đã từng nghe qua. Dương Đào, Nhân Mỹ, bao năm không gặp. Dương Đào, bà đã trở thành bà già rồi. Cái lưng này gù quá. Bao năm không gặp, quế nhân Mỹ có vẫn là vẻ ngoài trung bình đó. Cũng không trách, người tâm địa độc ác, đẹp không nổi. Cho dù nói như nào, tôi vẫn trẻ hơn bà. Mái tóc xanh được sư phụ khen ngợi đều biến thành rơm rồi. Nếu sư phụ còn sống thì đã chê bà từ lâu. Đúng là một bà già kém cỏi. Câm miệng cho tôi. Cô đã bị đuổi ra khỏi sư môn. Cô không xứng nhắc đến sư phụ. Hỏi trời thì không bằng tự soi lại tâm mình. Tôi đã nhìn rõ cô từ lâu. Tiểu nhân tâm địa độc ác, đừng dùng cái miệng đó mà bôi nhọ nhân cách của ông ấy. Tôi không xứng. Tôi không xứng mà sư phụ lại nhận tôi làm đệ tử cuối cùng sao? Đó là bị sự ngụy trang của cô lừa dối. Hai người kia có ân oán gì, đi sang một bên giải quyết.
đánh một hồi vẫn chưa dùng thiết chưởng sát. Có thể thấy thiết chưởng sát không dễ luyện. Làm sao bà biết tôi luyện thiết chưởng sát? Nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm. Thiết chưởng sát là kỹ năng gia truyền của Lan gia. Sao cô lại muốn luyện? Rốt cuộc để làm gì? Bà không quản nổi đâu.